Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Gamer. Thì ngày hôm nay chúng ta là chuẩn bị đón Halloween rồi đúng không nào? Thì chúng ta phải quay trở lại với series tối nay ăn gì. Và tối nay thì ăn gì? Thì tí hôm nay ăn rồng. Thật, đứa nào tin tí mà cho nó ăn con dòi chắc nó chết rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ ăn một cái món ăn cực kỳ kinh dị, đó chính là mắt. Mắt con gì? Không phải mắt con người đâu nha. Mắt con người ăn là bị bỏ tù đó. Thì chúng ta sẽ ăn mắt con heo. Mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chế biến làm sao cho nó mang cái phong cách Halloween. Nó phải kinh dị, nó ghê rợn thì nó mới Halloween chứ đúng không nào. Rồi thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đây, đây là mắt heo của chúng ta đây. Cái này là cực kỳ khó mua nha. Các bạn phải đi chợ từ rất là sớm để các bạn mới có thể hy vọng mua được một vài con mắt thôi. Đó, thì trợ lý của tôi Evin đó, đó thì nó đi chợ sớm để nó mua cho tôi á, mà nội không là nó đi phải 5 cái chợ thì mới được bao nhiêu đây con mắt. Đây là khoảng 24 con à, chúng ta ăn chắc cả tháng. Như các bạn thấy thì nhìn sơ sơ thì nó cũng đã rất là ghê rợn rồi. Thì các bạn có biết không, thì thật sự là mắt rất là bổ dưỡng. Và mấy chú mà hay nhậu mà ở dưới quê mà miền Tây của tôi đó, thì mấy chú là thường xuyên nhậu cái mắt heo này. Điều đầu tiên á là người nước ngoài khi mà ta nhìn vô bất kỳ cái bộ phận gì của một cái con vật thì người ta sẽ nghĩ tới là công dụng của nó. Nhưng mà người Việt Nam thì không. Người Việt Nam mà mỗi lần mà nhìn vô bất kỳ cái bộ phận của một con vật gì đó thì người Việt Nam sẽ nghĩ là ủa cái đó ăn được không bay? Được vậy? Chắc ăn được đó, không sao đâu. Ăn không chết là được. Đó, không chết là ăn luôn. Thì thật sự là mắt heo chúng ta có thể chế biến một vài món gì như súp mắt heo nè, lẩu mắt heo nè. Thì những cái đó ăn rất là bổ dưỡng. Ăn gì bổ nấy, mà ăn con mắt là sẽ bổ cái lỗ tai. Bởi vậy là trời ơi, chứ chưa biết là ăn mấy cái này bổ cái gì. Cho nên là ai muốn ăn, muốn biết là ăn cái này bổ gì thì lên coi coi nó ăn bổ gì, chứ tôi cũng chưa biết đâu. Rồi thì chúng ta chế biến cái này cũng khá đơn giản thôi, tại vì nếu mà chúng ta chế biến nhiều quá thì nó sẽ không còn là thấy rõ cái mắt heo nữa, thì nó sẽ không còn thấy ghê rợn nữa. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy cái hũ muối ở nhà ra, ta cho vô khoảng 3 muỗng, tại vì số lượng nó cũng lớn đó. Rồi xả nước vào bồn. Ở đây tôi có cái vòi hay lắm nè. Tôi bùa thì tôi có thể dùng cái vòi này để đi cứu hỏa, cứu hỏa, cứu nạn dùng cho những người mà nhà cần nước. Rồi chúng ta sẽ khuấy đều cái nước muối lên nhé các bạn. Sau đó chúng ta cho cái đống mắt vô. Thấy ghê không? Thấy gớm không? Đó. Ta rửa nhẹ nhẹ thôi nha. Tại mắt của mấy con mẻ là cũng yếu lắm. Mắt này là mắt cận viễn loạn đồ các thứ không. Không phải là được mắt như chúng ta đâu. Ta sờ mạnh quá nó bể mắt đó. Mới đầu á, tôi nghĩ là mua con mắt đó thì nó sẽ là như đây thôi. Ai nhà bà mẹ nó máng thêm miếng thịt, thấy gớm. Máng thêm miếng thịt nhìn nó kinh dị. Phù hợp với cái Halloween này của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy nước vào nồi. Lấy vừa phải thôi nha, đừng lấy ít quá, đừng lấy nhiều quá. Đó, vừa phải là cỡ lưng chừng nồi như thế này đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị là khoảng 2 cây sả. Và cái búa để làm gì? Đập con mắt hả? Không phải, đập cái sả. Để làm chi? Cái sả này á chúng ta bỏ vô để mà chúng ta nấu cho bớt cái vị tanh của cái con mắt đi. Rồi cái này để làm gì? Này để dục, này để dụ cho mấy đứa mình nó làm biếng ăn hành đó, nhét vô mỏ nó. Không ăn hành ăn sả đi. Đây thì chúng ta sẽ để sả như thế nào? Chúng ta sẽ để như thế này đây, để bình thường thôi chứ không có gì hết. Rồi thì các bạn, khi mà các bạn thấy cái nồi nước mà các bạn chuẩn bị đó đã bắt đầu sôi ồ ồ lên rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị bỏ mắt vào đó.
Nên nhớ là không có cầm cả dĩa mắt mà đổ cái ào vô nha, nó hư con mắt nha. Cái này con mắt này nó dễ bể lắm á. Đó, không có quăng mắt vào nha. Cái tay nhỏ nhẹ thôi, nước nó không có bắn lên người mình đâu mà sợ. Cứ nhỏ nhẹ với nó. Con mắt này nó mong manh, nó dễ vỡ lắm. Cũng giống như là cái lý do mà người yêu cũ đưa ra khi mà chia tay các bạn vậy. Rồi sau khi mà chúng ta luộc khoảng 5 phút thì chúng ta phải tắt lửa nha các bạn. Tại vì cái con mắt này á nó chín mau lắm, và nếu mà các bạn nấu lâu quá thì nó sẽ bị vỡ tròng mắt ở trong đây á. Đó. Vậy là nó chín rồi đó. Bớt ra. Rồi thì bây giờ chúng ta đã có xong cái dĩa mắt của chúng ta rồi, nhưng mà chưa có gì gọi là Halloween hết. Đó, có gì đâu mà kinh dị ghê rợn gì đâu, đúng không? Thì chúng ta phải ra ngoài và chúng ta mua một cái lọ màu thực phẩm như thế này đây. Một cái lọ màu thực phẩm như thế này đây. Rồi thì chúng ta sẽ nhiễu nó vào. Các bạn nên để cao cái này. Đó. Đó, cho nó tự nhiên, cho nó tự do nha. Đó. Vâng, thưa các bạn, vậy là chúng ta đã có được cái đĩa mắt mà theo phong cách Halloween. Đó, nó còn máu nè. Đây chỉ là máu giả thôi, chúng ta không ăn nên ăn máu thật, tại vì chúng ta sẽ dễ bị dung sáng. Rồi thì bây giờ tôi sẽ thưởng thức cái món này. Ok, bây giờ thì tới lúc mà chúng ta sẽ trải nghiệm. Sợ quá, tự nấu xong tự sợ luôn má. Ngon, ngon không bạn? Các bạn biết mùi nó giống gì không? Mùi nó na ná cái mùi da heo luộc. Đó, nó ăn thung 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 thung, nó ăn mà thung 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 á, giống cái da heo luộc á. Ngon lắm. Được. Vậy là chúng ta cũng đã biết được một cái món ăn mà chúng ta có thể làm trong cái dịp Halloween kỳ này hoặc là Halloween kỳ sau, không? Thì chúng ta có thể là làm cái món này xong rồi cái hù ba mẹ của chúng ta bỏ vô trong tủ lạnh đồ chẳng hạn hả, hay về cái cầm con mắt nhai 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 chóc còn nhai 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 đó. Ba mẹ thấy hù ba mẹ một chiến Halloween rồi hả. Đó, vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi lúc này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe, và cái món ăn này thì mình đánh giá là rất là ngon nha các bạn. Chắc là ăn cũng bổ mắt đó. Nãy giờ ăn có hai con thôi mà giờ tôi thấy sáng lên. Chỉ cần tôi bật đèn phải là sáng. Rồi và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành.